vâng xin chào tất cả anh em solar 24 giờ quay trở lại và hôm nay solar 4 giờ sẽ chia sẻ với anh em cái cách để mà chúng ta mua phần mềm helioscope để sử dụng cho các dự án tư vấn thiết kế hệ thống điện mặt trời cho các em à, thì hiện tại helioscope đang có hai mức giá hay nói đúng hơn là hai cái gói đăng ký sử dụng à, cái lựa chọn thứ nhất đó là sử dụng từng tháng tức là anh em sẽ trả phí từng tháng và đến hết cuối tháng anh em trả phí tiếp và anh em sử dụng tiếp còn cái cách thứ hai đó là anh em trả phí theo năm à, trả phí theo năm thì lúc này cái mức giá nó tính cho chúng ta nó sẽ giảm giảm xuống à, như anh em thấy ở đây nếu mà anh em đăng ký theo tháng á thì một tháng anh em trả 95 đô à, Còn nếu chúng ta trả gộp trong một năm Chúng ta đóng một lần luôn Thì nếu tính ra Hàng tháng chúng ta sẽ chỉ trả là 79 đô thôi à, Mức giá nó sẽ thấp hơn Tuy nhiên thì anh em sẽ phải trả một lúc 12 tháng Số tiền nó sẽ khá là lớn Rồi Ok, đó là cái mức giá cũng như là cái gói đăng ký Mà Helioscope đang cung cấp cho người dùng à, thì ngoài ra Helioscope họ còn có một cái lưu ý nhỏ cho người dùng đó là họ sẽ giảm giá khi mà chúng ta tăng cái số user mua lên à, ta discount này thì tức là với mỗi tài khoản như vậy họ sẽ cho chúng ta tạo các cái user và khi chúng ta tăng cái số lượng user lên chúng ta mua nhiều user thì họ sẽ có mức cái giá giảm xuống à, cái điều này thì tương tự như phần mềm pvcit pvcit nó cũng cho chúng ta cái mức giá giảm khi mà chúng ta mua nhiều license à, trên cùng một tài khoản thì chúng ta sẽ có cái mức giá giảm à, ok rồi đó là về phần giá của phần mềm helioscope các gói mà hãng đang cung cấp cái vấn đề tiếp theo đó là làm sao chúng ta có thể đăng ký và thanh toán được cái gói này à, thì để đăng ký và thanh toán được cái gói này cái vấn đề đầu tiên là chúng ta cần có tài khoản để sử dụng phần mềm helioscope à, anh em có thể thấy ở đây khi vào trang helioscope com thì chúng ta sẽ có hai cái lựa chọn một là tạo tài khoản mới trong trường hợp anh em chưa sử dụng Helioscope hoặc là anh em muốn tạo một cái cái user khác thì anh em sẽ vào cái phần này à, cách thứ hai đó là nếu như anh em đã dùng rồi anh em cảm thấy Helioscope ok thì anh em sẽ dùng cái user mà chúng ta sử dụng à, trước đó thì chúng ta sẽ vào phần này để đăng nhập à, ok ở đây thì thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà chúng ta đã có sẵn tài khoản nhé thì anh em sẽ vào trong cái mục này rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào cái mục này sau khi đã điền tài khoản và mật khẩu à, đây là cái bảng sẽ hiện ra nếu như nếu như anh em đã hết cái thời hạn dùng thử à, thì có một cái đặc điểm rất là hay đó là Helioscope cho chúng ta tăng cái thời gian dùng thử lên à, Bằng cách là chúng ta viết một cái lý do tại sao mà chúng ta chưa có đăng ký những cái gói mà họ đưa ra à, Chẳng hạn như bạn có thể viết là tôi đang sử dụng phần mềm BBC và tôi đang đắn đo Không biết là Helioscope có phù hợp với tôi không à, Chẳng hạn như vậy thì bạn sẽ dịch nó qua tiếng Anh à, Và chúng ta đánh vào đây, sau đó chúng ta nhấn vào cái mục này thì lúc này helioscope nó sẽ mở cho chúng ta thêm 3 ngày dùng thử nữa à, và cái cái số lượng này thì hiện tại mình chưa thống kê tuy nhiên thì chắc chắn là nó sẽ có một cái hạn mức nào đó thôi chứ họ chắc chắn sẽ không để chúng ta viết lý do liên tục và chúng ta sử dụng à, helioscope mãi mãi như vậy được rồi ok thì đó là một cái cách chúng ta mở rộng số lượng ngày để chúng ta có thể nghiên cứu về helioscope rõ hơn trước khi bạn quyết định, à, tôi sẽ đầu tư vào sử dụng gói tháng hoặc là sử dụng gói năm, tùy theo nhu cầu của công ty và công việc của bạn. Rồi, ok. Thì trong trường hợp mà bạn vẫn đang trong thời hạn dùng thử, khi bạn mở cái Helioscope, đăng nhập vào rồi, không thấy nó hiện cái bảng này, thì chúng ta vào mục nào? Ok. Chúng ta sẽ vào mục này nhé. Bạn vào mục này, vào My Account sau đó chúng ta vào phần billing. thì khi bạn nhấp vào trong này á nó sẽ hiện lên. nó sẽ báo thứ nhất này là tài khoản chúng ta khi nào sẽ hết hạn dùng thử. Ở đây thì tài khoản này của mình đã hết hạn từ ngày mùng 4 tháng 12 năm 20 rồi. Còn với những bạn khác thì nó sẽ hiện cái cái mốc ngày này khác. Rồi, thì ở dưới đây Helioscope sẽ cung cấp cho chúng ta hai lựa chọn này một là đăng ký gói theo tháng hai là đăng ký gói theo năm và đăng ký gói theo năm thì cái mức giá mà chúng ta chi trả nó sẽ giảm là 17% à, ok chẳng hạn như bây giờ à, mình xin ví dụ đó là chúng ta sử dụng gói theo tháng thì cái cách làm sẽ như thế nào à, bạn sẽ nhấn vào mục này nhé. sau khi nhấn xong thì bạn nhấn cái nút này Lúc này thì Helioscope nó sẽ tạo cho chúng ta Một cái gọi là Invoice Đây, bạn có thể thấy đây Đó Nó sẽ Lưu thông tin của chúng ta này Nó sẽ cho chúng ta biết được cái mức giá Mà chúng ta cần thanh toán à, Và tính tổng ra này Rồi Tiếp theo, sau khi mà bạn có được cái phần này rồi Thì bạn sẽ Lên cái mục này À, đó là cái nút này bạn thấy không ạ? À, chúng ta sẽ nhấn vào. rồi thì sau khi bạn nhấn vào nó sẽ bắt bạn điền những cái thông tin cơ bản. rồi chẳng hạn ở đây mình sẽ điền vào nhé. rồi chẳng hạn đây là Hồ Chí Minh này, mình sẽ để cái này, cái này mã zip code thì bạn lên trên Google À, tùy theo khu vực thì chúng ta sẽ có những cái mã zip code này khác nhau. À, ok, rồi sau khi mà bạn điền xong rồi, đó, chúng ta sẽ nhấn vào payment info. thì à, lúc này, à, lúc này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái tài khoản, hay nói đúng hơn là một cái thẻ visa. À, thì bạn um, sẽ cần ra ngân hàng để chúng ta mở một cái tài khoản mở một cái thẻ visa thì cái thẻ visa này là nó có chức năng chủ yếu là bạn thanh toán ra quốc tế ở trên tài khoản của bạn thì sau khi mà được cấp cái thẻ visa này rồi ấy, à, thì bạn sẽ điền cái số thẻ vào điền cái ngày và năm ở trên thẻ đồng thời là điền mã mã cvc này nó nằm ở mặt sau À, thường là ba chữ số ở mặt sau nó sẽ có cái cái dấu phía sau đó. rồi thì bạn sau khi bạn điền xong bạn nhấn cái mục này này thì lúc đó helioscope nó sẽ nó sẽ bắt đầu nó nhảy một cái tin à, nó ghi nhận cái số tiền này ở trên tài khoản của bạn thông qua thẻ visa thì đối với các ngân hàng mà bạn có liên kết báo cái tin nhắn à, khi mà thay đổi số dư hoặc là thanh toán về cái điện thoại của bạn á thì bạn sẽ nhận được một cái tin là à, có cái uh, giao dịch à, có giao dịch ghi nợ từ cái công ty này Fossum Lab và nó sẽ hiện cái số tiền lên cho chúng ta là 95 đô thì thông thường sau 3 tới 4 ngày sau đó, nó sẽ trừ tài khoản của bạn à, nó sẽ báo trước nó sẽ báo là 95 đô la công ty này có thực hiện giao dịch này và sau 4 tới 5 ngày nó sẽ trừ cái số tiền được quy đổi ra tiền việt trên tài khoản của bạn à, đó đó là cái quy trình mà um, không những là Full Zoom lab không những helioscope mà tất cả những cái hãng khác thì họ đều có một cái chung như vậy à, khi mà bạn nhấn bạn điền thông số vi, thẻ visa rồi này và bạn nhấn cái nút này nó sẽ báo thông báo cho bạn và sau 3 tới 4 ngày thì nó sẽ trừ tiền OK. Và từ đó thì có một cái vấn đề đó là uh, Helioscope nó sẽ là doanh nghiệp nước ngoài. À, hay nói cách khác là nếu như bạn mua cho công ty thì có một cái phần đó là xuất hóa đơn, nó sẽ nó sẽ khá phức tạp hoặc cũng có thể là không thể làm được. À, tại vì hiện tại thì Helioscope có một đơn vị phân phối duy nhất đó là công ty Fossum Lab này. À và họ không có cái các nhà phân phối thứ ba trên thế giới cũng như là tại Việt Nam do đó chúng ta phải mua trực tuyến ở trên trang web chúng ta phải thanh toán thông qua thẻ Visa à, thì những những cái vấn đề đó nó liên quan tới vấn đề thuế hoặc là à, hóa đơn đỏ thì chúng ta sẽ không xử lý được rồi đó là một cái lưu ý à, cho các anh em nếu như chúng ta sử dụng à, Helioscope thì chúng ta cần chấp nhận việc là À, bạn sẽ lấy tài khoản cá nhân để chúng ta chi trả rồi ok thì sau khi bạn nhấn văn này xong cái à, cái invoice này này cái trạng thái của nó nó sẽ qua cái trạng thái là đã được xác nhận à, và lúc này khi mà chúng ta về mục về cái màn hình chính này chúng ta sẽ à, không có còn cái không có còn cái dấu báo là tài khoản đã bị hết hạn nữa và chúng ta sử dụng các tính năng như bình thường. Thì uh, có một điều uh, mình xin chia sẻ thêm nữa, đó là khi khi bạn vào cái mục billing này này. Thì bạn sẽ thấy đó là nó được uh, chi trả theo cái định kỳ. Chẳng hạn như chúng ta mua gói tháng, uh, mình ví dụ như hôm nay chúng ta mua là ngày 22 tháng 2 đi. Thì tới ngày 22 hoặc là 21 tháng 2 á nó sẽ tự động nó trừ vào tài khoản của bạn một lần nữa à, và có hai trường hợp một là tiền trong tài khoản bạn đủ thì giao dịch sẽ tự động hoàn thành và Helioscope nó tiếp tục nó nó giữ cái cái gói để cung cấp tính năng đầy đủ cho chúng ta trong trường hợp thứ hai xui đủ chẳng hạn như tài khoản của bạn hết tiền à, thì lúc này nó sẽ báo là giao dịch lỗi và lúc đó bạn phải lên đây bạn khai báo lại các cái thông số để có thể thanh toán cho cái gói mà bạn đang sử dụng để chúng ta kích hoạt lại những tính năng của phần mềm Helioscope Ok, còn nếu như gói năm thì nó sẽ định kỳ 22 tháng 2 năm 21 thì tới ngày 21 hoặc là 22 tháng 2 năm 22 à, nó sẽ tính nó sẽ tính tiền và nó sẽ chạy lên một cái giao dịch khác cho bạn để có thể tiếp tục sử dụng phần mềm Helioscope OK, thì đó là một số chia sẻ từ Solar 4 giờ để cho các anh em có thể biết được cái cách chúng ta thanh toán cũng như là mua phần mềm Helioscope để sử dụng cho công việc tư vấn thiết kế hệ thống điện mặt trời cho công ty và cho khách hàng của các bạn. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn mọi người trong những video tiếp theo trên Solar 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp.